Chào cả nhà, hôm nay cậu cháu mình tiếp tục đi thăm bãi chuột nha. Chào cả nhà nha. Hôm nay con ăn cơm. Giờ dính luôn cả nhà. Để tới chỗ tới bãi luôn. Chuột cơm nha. Nhìn bỏ vô luôn nha. Đây con nữa nè. Hai con cả nhà. Nhìn bỏ vô mình đi tiếp nha. Hồi chiều vừa mới đặt xong cái trời gì không mưa quá trời luôn, tưởng đi thăm không được luôn. Giờ mình đặt lại luôn nha. Chưa ra. Đây con hổ luôn à. Hôm nay đặt khác nhau quá. Đây hai cái. Đặt gì tụ chạy đâu có. Giờ mình đi tiếp nha. Đâu? Dính này cả nhà. Chuột cơm nha. À, chiều trời mưa nè, nước ngập mênh mông luôn. Mình đi tiếp nha. Chuột nó dính không? Cái này không dính nè cả nhà. Ở đây dính con nữa cả nhà. Chuột cơm nha. Chiều nó đặt lòng đôi. Đặt hai cái kè kè nên mà mình không thấy. Nhìn bỏ vô luôn nha. Ôi thất bại. Giờ mình đặt lại luôn nha. Cái luôn. Bốn cái. Ừ, bốn cái. Đặt được. Đặt lại luôn hả? Ừ. Nó ngập lúa rồi, ngập luôn rồi. Trời mưa quá ngập cái lòng bển luôn cả nhà. Giờ mình phải kiếm cái chỗ nào cao mình đặt lại nha. Sáng là bão dính gì, mưa rồi chạy dính. Mình đặt cái lồng ở đây nè, trời mưa ngập nước dưới luôn nè, ngập lúa luôn. Giờ mình phải đặt chỗ cao lên. Đặt lên chỗ cao. Nước ngập mênh mông. Ừ, nói trên đây là chiều chuyển con thu luôn mà. Đây
mình bỏ lúa vô cái mình đặt tiếp rồi mình đi nghe cả nhà. Đây còn ba lồng nữa. Chiều đặt mưa cái ngập lồng giáo luôn cả nhà ơi. Chín cả nhà. Chục cơm. Mình để đây chút xíu mình bỏ vô nha. Trong đây dính đâu? Bỏ vô đi đặt lại. Giờ anh bỏ vô luôn nha. Này chục cơm không? 4 con. 5 con hả? 5 con chục cơm. Giờ mình đặt lại luôn nha. Quẩy chân nhỏ ra. Phải đặt luôn. Để mò tới luôn. Mùa mưa này phải đặt luôn. Quẩy chân cái là đánh mùi vô. Đi tiếp luôn cả nhà. Ở cây lấy ra dục quạt. Ở đây thì mình phát hiện ra một con bọ cửa cổ dài nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Đây là con bọ ngựa cổ dài nha. Đó, nhảy qua đây nè. Bọ ngựa này thì ít khi nào gặp nó lắm cả nhà. Tại khó thấy nó lắm. Giờ mình đi tiếp nha. Chuột gì? Dính cả nhà. Đâu? Chục cơm nữa cả nhà ơi. Cơm không à. Không có, bữa nay không có thấy nhum luôn. Bỏ vô nha. Rồi mình đặt lại luôn nha. Này đường nhum đi bự quá rồi. Giờ mình đi tiếp nha. Chuột gì nữa đây? Cơm nữa hả? Dính nữa cả nhà. Chuột dính nha, mà chuột cơm nữa. Cha nước. Trời ơi, bữa giờ vô đây không để ý bên đây. Đâu? Đó đặt rồi. Chuột cơm nữa nha. Mình bỏ vô luôn nha. Bỏ vô. Giờ mình đặt lại luôn cái này.
đi tiếp nha. Dính đâu? Dính nữa cả nhà. Cơm nữa. Chụp cơm nữa nha. Trời mưa có con chuột nào con lấy mất lòng hay sợ luôn. Giờ anh bỏ vô luôn nha. Đặt lại luôn cả nhà. Để sớm á. Lúa nè, mình bỏ lúa lại cái mình đi tiếp. Rồi mình đi tiếp nha. Đi theo con. Dính rồi cả nhà. Cơm hả? Cơm nữa cả nhà. Đâu? Chụp cơm nha. Trời trời mưa con nào lấy nó mất lòng nó sợ luôn. Thuốc nhem cũng nghẹp. Bỏ vô luôn cả nhà ơi. Giờ mình đặt lại luôn nha. Đi tiếp cả nhà. Dính cả nhà. Cơm không. Chục cơm nữa nè. Sao toàn chục cơm không vậy? Bỏ vô luôn nha. Giờ mình đặt lại luôn nha. Cho quá. Đi tiếp đi nhà. Dính đi cả nhà. Con nhum cả nhà. Con nhum đầu tiên luôn. Giờ anh bỏ vô luôn nha. Bỏ vô lòng cái chuột cơm. Đầu hôm giờ mới thấy con nhum. Dính này cả nhà. Đâu? Chụp cơm nha.
Giờ anh bỏ vô mình đặt lại luôn nha. Bỏ vô đi. Giờ anh đặt lại luôn cả nhà ơi. Mấy cơm cũng chất lượng. Ừ. Cơm hay nhum cũng được ha. Ừ. Tao mà không sao, nãy dính cơm thì cũng được, bao cũng được. Giờ mình đi tiếp nha cả nhà. Dính cả nhà. Đâu? Xách lên luôn đi. Cũng nhum nha. Tại giờ mình đặt ngay đường đi nè, ngay cái đường xe chạy nè, đặt sát rồi mình chạy xe tới mình mới thăm được. Tới chỗ mình mới thăm được. Giờ mình bỏ vô là mình đi tiếp nha cả nhà. Còn cái gì chăng vậy nữa. Chứ có lòng nhum đổ nhum ra đặt nữa ha. Đặt sáng lấy chục cơm. Giờ mình đi tiếp cả nhà. Giờ cậu cháu mình cũng về tới nhà rồi. Cái này là chuột cử tối cậu cháu mình đi thăm nè cả nhà. Đó. Rồi cũng mười mấy con cơm á. Với hai con cũng nhum nha. Giờ đợi tới sáng mình đi thu bẫy về mình quay thành quả cho cả nhà mình cùng xem nha. Ừ, xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Nay sáng sớm mà cậu cháu mình đi thu bẫy chuột về nha. Chào cả nhà. Để lát tới chỗ mình quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Giờ thì mình đi nha. Dính cả nhà. Đâu? Đây. Cái này cũng lan cả nhà ơi. Này mình thả luôn nha. Cũng lan. Giờ bẩn dính trường. Được. Đó. Cái này không có dính nha. Cái này nó không có ăn, không có vô. Cái này dính nè. Này chục cơm nha. Giờ anh bỏ vô luôn nha cả nhà. Bỏ vô mình đi tiếp. Cái này không dính. Sáng rồi cả nhà. Trời ló dạng nè nghe. Nước chút rồi hả? Đâu? Ôi, đây nó cút còn lúa, nó cũng lên đây nó ăn. Dính cả nhà. Chuột cơm. Bỏ vô luôn nha. Để bỏ vô luôn đi. Đi tiếp nha. Cái này không dính được cả nhà. Dính không? Khu này chuột cơm nhiều. Chuột cơm nữa cả nhà. Khu này quá trời chuột cơm luôn. Ừ.
đài phát thanh thì 5 giờ. Sụp lòng không? Cái này sụp lòng mà nó không dính cái vậy. Mình bỏ cái này vô luôn nha. Rồi, cái đó chốt quốc luôn rồi. Vô vỏ cái đó luôn. Đi hướng nào? Mình đi tiếp nha. Dính rồi cả nhà. Chuột cơm. Cơm mập quá ha. Mình bỏ vô luôn nha. Đã dính nữa rồi cả nhà ơi. Cái này chuột cơm luôn nha. Đâu có thấy lòng đâu. Đâu? Ở đây dính còn nữa cả nhà ơi. Chuột cơm luôn nha. Hai con. Đây nè. Hai con hả? Ừ. Nhìn bỏ vô luôn nha. Bỏ vô cái mình đi tiếp. Bữa bắt ở đây vậy không này, con bự. Đây. Mình đi tiếp nha. Dính nữa cả nhà ơi. Chuột cơm nữa. Chuột cơm nữa nha. Thôi cơm bự. Cơm quá trời bự luôn. Thì mình đi tiếp nha. Nó dính không? Cái đó không dính. Cái đó chặt quá, chết quá rồi. Dính nữa cả nhà ơi. Đâu có lòng đâu. Ở đây dính nữa nghe cả nhà. Chuột cơm nữa. Cái khu này chuột cơm nhiều quá. Mình đi tiếp nha. Lòng đấy đâu.
giờ mình bỏ vô rồi mình đi tiếp nha. Hai con nè, bỏ vô đi. Xin không à, tại mà tối đạp á, mưa nó. Giờ mình đi tiếp nha. Sẵn trắng rồi. Đâu? Dính con cả nhà. Chụp cơm nữa. Mình đi tiếp nha. Dính rồi cả nhà. Chụp cơm nha. Hai con. Mình đi tiếp nha. Rồi. Đây con nữa cả nhà. Giờ mình đi tiếp nha. Lỗi bị bẩm luôn. Xe mình đỡ trên lộ cả nhà. Đó. Rồi giờ cậu cháu mình cũng gom bẫy về tới nhà rồi cả nhà ơi. Đây là số chuột mà cậu cháu mình đi gom rất sáng nè. Được 11 con cơm nha. Bữa nay đặt vừa mới đặt bẫy xong cái là ông trời ông mưa quá trời lớn luôn, tưởng không có luôn á. Mà thăm như được như đây là cũng mừng rồi cả nhà. Còn đây là cái chuột mà tối mình thăm nè. Được hai nhum nha. Rồi cái này được hai nhum rồi. Với đâu cũng cỡ mười mấy con cơm á cả nhà. Đây là thành quả cậu cháu mình thăm nguyên đêm nha. Đó. Để giờ mình dọn lòng lại hết đi, mình quay cho cả nhà mình xem cái nữa cả nhà. Giờ mình cũng dọn chuột vô hết rồi nha. Đây là chuột cơm nè. Được 4 ký chuột cơm. Với lại 2 nhum rồi cả nhà. Đó, thành quả, đây là thành quả cậu cháu mình đi bảy nguyên đêm nè. Mình xin kết thúc clip ở đây luôn nha. Nếu cả nhà xem thấy hay thì nhớ ủng hộ cho cô cháu mình. Để cô cháu mình có động lực làm những clip mới cho cả nhà mình cùng xem nha. Mình xin cảm ơn cả nhà nhiều. Chào cả nhà. Chào cả nhà.